Rồi một chiều lặng lẽ ngang qua, tình cờ ta chạm mặt, thăm hỏi đôi câu chào nhau, rồi vội bước mưa bờ dây hay mưa trong lòng. Một cộng một bằng hai, còn hai cộng hai bằng bốn, bốn cộng hai nữa bằng sáu. Sáu trừ một thì còn lại năm. Nỗi quen nhậu mọi người nghe đây, để khi vô nhậu mình không có phạm quy. Đã là nhậu chung thì kẻ rượu người mồi, không được cầm lâu để gian dối với mọi người. Khi chưa tới tua mà anh chú sĩ chưa mời mình thì chớ dối cầm ly. Đừng vì mồi ngon mà gấp lia gấp lịa, chớ có cầm nhầm điện thoại của người ta. Nhậu say không la lối rùm beng, miệng không mưa phùng nó văng tung toe, lên mặt mọi người rất mất vệ, mất vệ sinh. Không dẫn vợ theo vào trong bàn nhậu, vừa hao mồi mà. Ê, không biết sao bây giờ đi mua xe, đi coi xe Tesla 120. Thank you.
6 chính từ rồi. 6 chính từ 4 chính từ mình làm thế. Còn bữa đúng rồi. Còn quán viên không nhớ là giờ sẽ 28 sẽ còn 8 đây là mưa xuống tiếp xong mưa mini show thà buồn luôn. Cổng con ngựa này về nè. Đấy. Somebody 2000. Đó. Giống Batman quá. This one is without the top. This top one? This one is giống pilot nè. This is control pilot. But the key, I need the key. Đẹp ha. Nhưng mà I don't like it. Con tỷ hai thầy không có xe đi mua xe mẹ điên ơi. Bye bye Tesla. Mẹ con ngựa hồi nãy ngon á, 134 ngàn. Mẹ mất dữ rồi. Cái Audi của nó phải đúng không? Của nó thôi đâu là anh không đi đâu, anh đi làm cho nó khi nào mua xe. Ngoài chốn này thì chốn đi ăn bữa chứ cho mì à thôi rồi là xong rồi đó. Đây cũng tính giờ đi nhưng mà nghĩ đây chắc không nhớ mình nhanh vậy thì mình cứ cho như vậy. Hai cửa hàng có đi làm không? Hai buổi sáng giờ đang tiếp tục. Ôi mình đang nghe nè. Lâu lắm rồi. Cái ông mà ICO bên hãng Anh là ông lúc đó mới vào ông mua một chiếc 100 triệu. Lúc đó là chưa có biết đâu à. Có chiếc sport ạ. Giữ có chiếc xe
Nhưng mà nó năm nay nó lên hơn. Hai cánh này là chiếc mà có hai cánh hai Batman á. Xe nào cũng lên giá. Đây. Đây. Ăn đi. Cả nó khôi hết cái gì. Người ta cứ sợ mấy cái làm ví dụ như làm xe mà cứ thấy xe hư là tưởng nó là xe hư nhiều thì làm xe thì xe hư. Xe nào cũng bị gì? Lúc nào cũng bị vẫn phải có bị accident, nó cũng phải có bị vì kho chứ đâu có xe nào cũng bị vì kho. Không có xe xe chạy nhiều người chạy. Ừ. Chị thấy nhiều người khen. Ừ. Chứ không phải một hai người, cho nên chị quyết định chị mua. Mình ngon ngon chứ không bằng chiếc Lexus của tôi bảo. Hôm nay tôi ga lăng cho ông. À được rồi, được. Bà đừng. Để ông về ông xuống bọt theo ra nói gì đâu. Nghe đi. Cứ để chạy tắm rồi ăn rồi khi nào mà đi đường xa. Đừng bao giờ để cho hết bình, để hết bình là mau hư thôi. Kể 20% còn lại 80%. Ừ. Đâu à? À. Thì chạy thử cho nó biết. Mốt đợi chừng nào ra chiếc xe mà chạy bằng năng lượng tôi mua. Sớm muộn cũng ra chiếc năng lượng nha. Bình thường đó. Dạ. Cái xe đó mà để xe nó tự động để mà tới gần nó quay là mà mua xe gần 60 tỷ cho nên đã ăn thì làm tiếp cài trả nợ tiếp đi cưng. Mà mới kêu đó tới phải đậu xa xa đi bộ vô. Bộ tam. Đúng là ăn ở nhà anh Út mà. Còn cái đậu ngay phía sau xe em xuyên nhờ. Có nghĩa là mình nhắc ra đây là từ không cần bảo quản nó tự cảm cho mình. Mà có nghĩa là ngay của mình gì mình nhất định thắng ra thì mình phải có cái chân thắng đúng không? Để mình tự thắng. Còn này thì chỉ nhất ra thôi nó tự thắng cho mình. Còn món nào nó không đang hay thôi đã. Kít đi. Ừ. No. là hay á. Nó đầu tiên thì tươi không tới em hay là tới anh tới em. Chị Hương mua chiếc mẹ đúng không? Chị Hương chị đổi, lúc đầu chị mua chiếc mẹ. Mới sau này thôi. Không, tươi không tới em, tới anh Hiển, tới anh Hiệp, tới anh Hòa. Hình như tươi rồi đến Úc á. Anh mua xe cho anh Hòa. Anh Hòa, tươi không tới anh Hòa, không tới em. Đúng rồi, anh Hòa tới em, không tới anh Hiệp, tới anh Hiển. Tới nhưng mà cái vấn đề đây là chỗ nào sạc cũng được. Rất nó có như rất là nhiều chỗ sạc. Còn mấy cái chỗ kia nó ít lắm. Ủa thì tôi có mua long ren cho. Cái long ren đó hay là cái bình thường đó. Hầu như là hợp gì đó. Giờ thêm mấy ngàn. Em không thêm mấy ngàn. Hôm nay đi ăn rồi. Em ăn tiệm với tiệm gì. Cái nhà tiệm nail ra ai biết được. Ngày mai đi chụp nhiều kẹo á. Bye bye, ăn xong rồi bye bye.
30 giây.